Mình là Nguyễn Hoàng Thôn, mình đến từ Thái Hà. Sở thích của mình là ăn cắt hát. Và thực sự thì là mình đến với cuộc thi là để đến cuộc thi là để thưởng thức bài ca hơn, bài pháp hơn. Sau đây sẽ là màn trình diễn của thí sinh mang tên Nguyễn Hoàng TA, đến từ Thái Hà, Hà Nội, số báo danh 01. Và sau đây là những lời nhận xét của ban giám khảo. Đầu tiên là ban giám khảo Mỹ Long. Em có một phong thái rất giống một thí sinh nào đó. Nhưng em có sắc nét đẹp hơn. Chúc mừng em. Cảm ơn ban giám khảo. Sau đây sẽ là lời nhận xét của anh Đàm Thành. Chào em Hoàng Phong, em tên gì? Dạ, em tên là Nguyễn Đình Hoàng Tiên. Thế bài hát của em vừa thể hiện là do ai sáng tác vậy? Bài hát của em thể hiện là do em sáng tác ạ. Tôi muốn nói với em rằng là em là người mà tôi chờ đợi rất lâu rồi. Tôi muốn em trong đời của tôi. Chỉ cần là bàn giám khảo ạ. Em ơi, có phải bài này em sáng tác không? Thế thì nhạc sĩ phải về với nhạc sĩ mà về với ca sĩ là không được. Xin cảm ơn lời nhận xét của ban giám khảo Hồng Kông.